em chạy lại, em la làng lên hai đứa con em chạy về kêu ảnh đứa nào em cút đồ dao bên đây, là em dòm lại cái đồ dao bên bỏ nó không hết hết. Em chạy lên em cút đồ dao đó em chạy, em chạy không mà cứ la quan cùng dây điện ghê chồng em xíu ơi. Lúc đó mà phải mà biết phát hiện sớm rồi Út ra kịp thời. Ủa chồng em bây giờ em nó không có điện. Cái ý y là cái cầu dao đó là không có điện hay chị? Không, được điện không có điện. Mà cuối cùng lại kiểm tra lại là cái cầu dao đó có đóng lên điện chị hả chị? Dạ, thưa chú chị, thì trước mình của chú chị đây là vợ của em Trống và hai đứa con. À, anh chào em nha. Dạ, anh trước tiên là anh em đến đây thì cũng xin chia buồn gia đình. Và sau đó là để hỏi qua cái câu chuyện gia đình mình xảy ra cái sự việc đau lòng mà em Trống ra đi gì đó. Thì em tên gì, bao nhiêu tuổi em? Dạ, em tên là Đặng Thị Hồng Thu, 35 tuổi. À, là em, anh nghe có nghe nói là bốn đứa con hả? Dạ, bốn đứa con. À, là bây giờ là hai đứa, là đứa lớn nha. Dạ. Chị Hà nó giữ em, nó mới 21 tháng rồi. À, là bé gái này nhiêu tuổi rồi? Dạ, 22 tuổi. À, rồi trai nhiêu rồi? Dạ, 11 tuổi. À, rồi hai đứa kia còn nhỏ hay? Dạ, chị hai nó năm nay 15 rồi. À, cũng như là chị hai giữ đứa nhỏ. Dạ. Rồi gia đình mình có cho được mấy đứa con ăn học không cưng? Dạ, có anh. Con em học. Thì anh nghe nói là gia đình là hai vợ chồng là như là em Trống là không có công việc, không có ruộng đất gì, chỉ ai mướn gì làm mấy thôi hả? Dạ, vợ chồng em mướn. Còn em thì nghe nói là chở cá cho bà chủ, thích khuya lắm hả? Thích sớm lắm hả? Dạ, 1-2 giờ em đi chợ mua cá, em đi bán người ta. À, rồi cuộc sống có đủ mà mưu sinh cho gia đình không em? Dạ không, cũng thiếu cũng sao mà anh, vợ chồng em cũng gắng cho con em đi học. Chồng em nói cỡ nào em cũng phải lo cho con em đi học, chứ để con cái hôm nay khổ lắm vợ chồng mình lắm. À, là hiện tại là con em là mấy đứa đi học rồi? Dạ ba đứa. À, như vậy rồi lo sao mình lo nổi cái miếng ăn rồi cái học của nó nữa. Rồi cho anh hỏi là bây giờ cái sự việc xảy ra lúc đó là khoảng mấy giờ em? Dạ khoảng 10 giờ. Là lúc đó là em với chồng đang làm cái công việc là sửa chữa motor hay sao, để em chia sẻ lại. Dạ, vợ chồng em đang làm hồng để thả cá bột. Chồng em mới nói là để anh á, xuống anh sửa cái mua đưa lại, và mẹ con em phụ chiên qua bên kia đang bơm nước qua. Cái công việc đó là sửa cho người ngoài đi làm thuê hay là trong gia đình mình? Dạ, của vợ chồng em. Trong gia đình mình luôn? Dạ. À, cái sự cố xảy ra là như thế nào mà lúc mà anh Trống ra sửa bông tưa là ở trong nhà có cúp cầu dao điện không? Dạ không, anh chồng em nói là không có cầu điện vô cái mua tưa đó. Đã mua tưa đó nay khoảng 10 ngày nữa tháng nay đã không có xài tới nữa. Lúc đầu là có xài, còn bây giờ là không có xài nữa em ơi. Câu qua cầu da, câu quân tưa nhỏ là không có câu điện qua đó nữa là không có điện. Là lúc đó là khi mà xảy ra sự việc đó là em đứng gần chồng em không? Dạ gần, ba mẹ con em đứng gần. À, rồi sao cái nó chập điện như vậy, lúc đầu sao mình không có khóa hết những cái cầu dao để cho nó an toàn khi mà mình sửa chữa đó? Dạ, em cũng hỏi chồng em thì chồng em nói là không có điện em ơi. À, để anh xuống anh tháo điện ra về mẹ con em xuống một chiên hà. Rồi là đưa đi bệnh viện thì cuối cùng là chồng em không qua khỏi. Dạ. À, thì hiện tại em thấy là cái áo quan mình cũng đã nhắc về sẵn để chế tới giờ để mà tẩn liệm Trống đó. Dạ. Là cái áo quan này là mình nhắc nó là bên dạ, bên bạn bè từ thiện đâu, bên bạn bè điện dụng em không biết nữa. Tội quá trời, gia đình thì nhà cửa anh thấy là cũng vợ chồng làm ra để cất cái nhà này đó em. Dạ. Nhà thì cũng đơn sơ của chú chị, chống trước chống sau luôn. Thì cuộc sống thì đông con cho nên là cái kinh tế nguồn thu nhập không đủ, thành ra là
gia đình rất là khó khăn. Khi mà xảy ra sự việc đó là ở ngoài bờ ao đó, là em trực tiếp cái lúc mà chồng em bị hết điện đó, là em chứng kiến tận mắt không? Chồng em nói là cái cầu dao đó không có điện, nhưng mà thật sự là cầu dao đó đang đóng có điện. Lúc mà ra, hai vợ chồng ra bờ ao để mà làm sửa điện đó, không có kiểm tra cầu dao lại. Dạ không, tại vì cầu dao đó là chồng em nói là nay cách nay 10 ngày, nay nửa tháng nay là nó không có điện. Chỉ cầu điện nhờ bên anh thứ năm để bơm cái motor nhỏ thôi, còn nó đã cắt điện ngay lâu rồi. Và thường ngày cái cầu dao đó là ai quản lý mấy cái cầu dao đó? Dạ là chồng em, mỗi khi em làm cái gì là anh qua anh coi trước anh mới làm. Bữa nay em hỏi anh rồi, anh nói là đã không có xài nữa, đâu có câu điện vô đó đâu em ơi, không có được câu điện nữa. Mà sơ sẩy chút xíu, sơ ý mà xảy ra sự việc ha. Em cho anh hỏi luôn là cách nay mấy ngày trước đó, chồng em có cái biểu hiện như là gọi là có cái sự gì mà trăn trối hay không em? Cái này dung là cái tai nạn bất ngờ thôi ha. Còn giờ chồng đã ra đi như vậy rồi, cuộc sống của em từ đây về sau thì theo như cái khả năng em hay làm sao mà em lo nổi cho bốn đứa con của mình? Em không thể nào có khả năng lo nổi cho con em ăn học đầy đủ được hết á, mà em ý nguyện chồng em lo cho con em ăn học, cỡ nào cũng phải gán lo cho con em ăn học hết á. Đau lòng quá quý vị quý chị ơi, chồng em không cho con em nghỉ đâu. Chúc mình chúng ta là người vợ cho con đó, con nhỏ gái em lời nghỉ, anh nói không có cho con nghỉ, cả nào con cũng đi học hết đó, chả không cho con nghỉ đâu, cả nào cha cũng lo cho con hết á. Quá đau lòng của chị. Anh hàng ngày anh đi xuyên đi làm để mà kiếm tiền về là lo gia đình không chị? Dạ thường ai kêu gì anh cũng làm hết á. Coi như là đi làm suốt hàng ngày vậy hả chị? Dạ, vợ chồng em đi làm suốt không có nhà. À, sáng ra là hai vợ chồng mình ai nấy đi làm. Dạ. À, để lại con ở nhà tự đứa lớn lo cho đứa nhỏ ha. Dạ, tự chị em tự lo cơm nước ăn để đi học. Vợ chồng đi lo đi làm về nuôi con. Rồi à, sự việc xảy ra đúng chính xác là mấy giờ sáng chị? Dạ khoảng 10 giờ. Rồi hai vợ chồng xúm nhau ra bờ ao ha. Dạ. Để mà sửa motor. Mà không may gặp sự cố như thế. Mà đau lòng nhất ở đây là người vợ chứng kiến người chồng đang bị sự cố trước mặt mình luôn, mà không thể nào mà để mà ngăn cản cái sự việc xảy ra được. Để rồi cuối cùng mà phải chịu cái thương tâm như vậy. Đau lòng nhất đây là người vợ sau này phải gánh vác bốn đứa con, thì cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao nữa. À, gái cho chú hỏi là con tên gì con? Tân hả? Con học lớp mấy rồi? Hồi trưa là lúc là ba con bị đó, là lúc đó có con với mẹ luôn hả? Con không có con mà có chị con hả? Rồi lúc nào con mới hay ba bị như vậy? À lúc đó con ở đâu, con gần nhà không? Thì cho anh hỏi cái lúc mà anh chóng xảy ra vậy á, ai là người biết rút điện ra không, là sao chị? Là em chạy lại, em la làng lên hai đứa con em chạy về, kêu anh thứ năm em cút cầu dao bên đây, là em giờ lại cái cầu dao bên nhà nó không có tốt. Em chạy lên em cút cầu dao đó, em chạy em chạy lên em chạy lên em cùng dây điện nghe chồng em xíu ơi. Lúc đó mà phải mà biết phát hiện sớm rồi rút ra kịp thời. Ủa chồng em bây giờ em không có điện. Cái ý là cái cầu dao đó là không có điện hay chị? Không được điện, không có điện. Mà cuối cùng lại kiểm tra lại là cái cầu dao đó có đóng lên điện chị hả chị? Thì từ cái đó nó xảy ra sự việc đó. Rồi khi mà anh gặp sự cố như vậy là ai là người bê anh lên chị? Dạ em với anh thứ năm em. Đau lòng quá quý vị ơi.
Quá đau lòng, nói chung thì cái sự cố bất ngờ, ta lại bất ngờ của chị ạ. Sự việc xảy ra là chị là người chứng kiến chồng mình đã ra đi như vậy luôn. Không có nỗi đau bằng nào bằng nỗi đau người thân mà chứng kiến sự việc mà không thể nào ngăn cản được cái sự việc xảy ra hết. Rồi như thế này đó, rồi mấy đứa nhỏ nheo nhóc như thế này, bây giờ sau này chị còn có một mình là chị làm sao mà chị lo nổi cái cuộc sống sau này nữa. Như vậy là khi mà xảy ra chưa tới giờ luôn rồi, gia đình mình là cũng nhờ anh em để mà họp lại như là lo tất cả này nọ để mà lo cho bà con tới đây để chi bù ha. Dạ, mấy anh mấy chị em làm gì là em không biết gì hết. Em biết gì hết. Quá trời một tiếng đen. Hai đứa con. Bây giờ hai đứa nhỏ chỉ biết ngồi buồn thương cha thôi chứ còn không có lời nào. Chị lúc mà xảy ra chị đi ra đó, lúc đó là chị ra rồi anh còn biết chị không hay là anh ra đi luôn rồi? Hết biến rồi hả chị? Khi mà chị đến chị bế anh lên là lúc đó anh còn cử động gì không chị? Còn. Con trai lúc đó là con có mặt đó không con? À, con thấy ba vậy hả? Lúc đó là con đứng trên bờ hả gì? Ừ, lúc đó con có la lên không? Mà con chạy, con đợi nó chạy về, con kêu với nhau con tắt cầu dao. Là con chạy vô kia bắt năm tắt cầu dao điện. Rồi con trai đây là chứng kiến cha mình luôn cô chú anh chị. Ở đây là cái sự việc xảy ra là mũi qua không mong muốn. Bởi vì chính anh Chống đã nói với vợ là đã không có điện rồi, thì vợ cũng nghe cái lời của anh nói, thì vợ cũng đâu có đi kiểm tra lại. Tin là chồng đã nói vậy rồi, giờ là không có điện rồi. Mà trước khi làm là chị có hỏi rồi. Dạ có. Vậy là không giờ này sẽ tẩn liệm em Chống nha. Dạ. Thì em với mấy đứa con cũng cố gắng lên ha, cố gắng để vượt qua cái nỗi đau này, cố gắng mà bình tĩnh cái tinh thần để mà lo hậu sự cho anh đó chị, mình còn lo cuộc sống tương lai sau này của các cháu nữa chứ. Bây giờ sự việc như vậy rồi, anh hết duyên với chị, duyên anh chị đến đây thôi. Thì anh cũng đã trao những cái tình cảm của anh lâu dài là mấy đứa con để mà mẹ con cùng nhau để mà xây dựng cuộc sống tiếp theo sau này. À, cho em hỏi là anh hồi nãy anh có gặp chị Tư là nói là ngày mốt mấy giờ mấy đi 5 giờ sáng hả, mấy cái tán Chống là đất nhà mình luôn ha? Dạ đất của chị em cũng gần đây hả? Dạ đất của chị Tư dạ ở gần đây. 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều em? Dạ, 5 giờ chiều. Chính xác là 5 giờ chiều ha. Dạ. Vậy là ngày mai còn một ngày nữa. Mốt một ngày luôn rồi, chọn một ngày luôn rồi. Tới 5 giờ chiều. Ừ. Rồi, tại sao mình ở nhà mình có đất hay là có cái phần cái nhà này không em, mà không để Chống nằm ở đây mà phải qua cái đất của chị Tư? Dạ, vợ chồng em chỉ có phần đất này nha. Được cái nền nhà thôi. Dạ, mà nền nhà này vợ chồng em thích lên ở, chứ nhà nước chưa có giấy tờ gì cho vợ chồng em hết đó. Vợ chồng em nghèo khổ, em như đóng tiền, nhà nước chưa cấp gì hết. Ủa, đất này là đất của cha mẹ hay là của nhà nước? Dạ, vợ chồng em mua cái nhà nước mà vợ chồng em nghèo khổ, chưa có tiền đóng gì hết. Ừ, như nhà nước chưa cấp giấy cho mình. Dạ, rồi bây giờ Chống đã ra đi rồi, không có đất của chú chị, phải nhờ qua đất của chị Tư đó. Thì chị Tư cũng đã chị Tư cũng đã chia sẻ lúc khi mà anh em đến đây rồi, chị Tư nói là thấy vợ chồng đông con khó khăn quá, thành ra là chị Tư có dư cái đìa để cho vợ chồng em mượn để mà nuôi cá không, phải không em? Dạ đó cô chú, thì thấy không, chị thấy em của mình
đông con, cuộc sống khó khăn thì chị cũng giúp đỡ, nhưng mà không may xảy ra cái sự việc này rất là đau lòng của chú chị. Thì mấy anh em đến đây là thứ nhất là cùng đến đây để mà chia buồn của gia đình, hay là sau đó là em với mấy con cũng cố gắng để mà vượt qua nỗi đau, để mà lo cho chồng mình tới ngày mà an táng được trọn vẹn em. Thì hiện nay thì anh cũng xin trao cho em là 1 triệu của em gái Thúy Liễu ở Đài Loan á. Khi biết được cái gia đình mình xảy ra sự việc em chóng ra đi đó, thì em Thúy Liễu ở Đài Loan cũng gửi về cho anh 1 triệu, em trao lại cho em để mà lo cái phần trà lá cho bà con đến đây để mà thức chia buồn cùng gia đình mình ha em. Em kiểm lại giùm anh ha, 5 tờ 200 ngàn kiểm giùm anh, kiểm đủ giùm anh đi. Đây đây, để anh đi, tại vì tiền thì anh trao thì phải cho nó đúng. Đây là 5 tờ của chuyến chị, thì 1 tờ 200 ngàn và 1 triệu. Rồi em có lời là cảm ơn chị Thúy Liễu ở Đài Loan. Dạ, cảm ơn chị Thúy Liễu. Thôi cố gắng nè em. Dạ. Hai con có đôi lời nào nói không con? Cố gắng con với mẹ đầu giữ giữ sức khỏe để mà tới ngày cuối cùng đưa cha về nơi an nghỉ nha con. Ráng cố gắng kìm nén nỗi đau lại nha, cưng giữ cái tinh thần để mình lo cái hậu sự cho anh ha. Vậy thì tụi anh cũng dừng cái video này tại đây nha, tạm biệt em.